Hello, chào ba, chào bao quay trở lại với cho mình nha. Mình là trưởng Style, ok. Như vậy là chính thức cái bộ trang phục Zuka gấu nhồi bông đã được ra mắt em ơi. Vãi cả trưởng. Đấy, xúc ngay bộ combo nhanh nha. Mua bộ combo thì trang phục này rất là rẻ, chỉ 265 quân huy thôi. Và như vậy là mình đã sở hữu được em gấu nhồi cứt, à không, gấu nhồi bông. Trông ngoại hình rất là ngộ nghĩnh đáng yêu, siêu ngầu và siêu cool em ạ. Trời ơi, dễ thương vãi cả trưởng luôn. Đấy thì em nào, anh chị em nào mà FA chắc chắn là thích bộ trang phục này rồi. Rồi thì tính năng trang phục gấu nhồi bông hay bông nhồi gấu, tạo hình dễ thương 9000, âm hiệu lưỡi nhắc dễ cưng, rồi dễ cưng vãi trưởng luôn. Cầm một cái bàn chải rất là to, không biết là quảng cáo cho nhãn hàng kem đánh răng nào nhưng mà. Rồi thì đằng sau lưng khoác trên mình cái ba lô, khoác trên vai cái ba lô màu xanh em ạ, đó bộ trang phục màu vàng. Rồi không hiểu tại sao mà mông hôm nay bị làm sao đây mà có dấu X em ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ review luôn trang phục cho anh em cùng xem để xem nó có đẹp hay không. Và như vậy là trận đấu bắt đầu rồi, mình tiếp tục lên mình review thôi anh em ơi, xem nó có đẹp và ngầu không. Ấy thì trước hết là nói về cái dáng đi của vị tướng này, nó vẫn như ngày nào em ạ, vẫn lắc cái mông để giống quân công thôi. Pha thêm đó là cầm cái bàn chải em ơi, không biết là để đánh răng hay là để chải bồn cầu em ạ, mà trông to vãi cả trưởng à. Cái kiểu này chắc là không chải răng được rồi, chải có mà vỡ mồm chấm coi em ạ, đó mà toát mồm à. Thì mình sẽ đi top, mình sẽ đớp cái con thổ dân Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên nhanh nhá. Đấy, một bộ trang phục rất là đẹp, khoác trên mình bộ quần áo màu vàng, vàng ưa mình em ơi, rất là giống vật thể gì đó của con người em ạ. Đấy, mình không dám tiện nói ra đâu. Như vậy là trận đấu này mình sẽ gặp Ngộ Không Đại Ngáo Thiên Nho anh em ạ. Trời ơi, thanh niên vừa nhìn thấy mình mà cứ nhìn thấy như kiểu nhìn thấy bộ báu vật anh em ạ. Đấy, chắc là trông cái bộ trang phục này ngầu quá đây, cho nên định bay đến để ôm. Rồi, ăn chim chim cu cu không nói mình. Và mình sẽ ra mình cướp đây. Khỉ ơi giả chim. Trời ơi, tôi xong rồi, mất chim gấu rồi. Tôi xong. Như vậy là chính thức mất chim rồi. Mình đang rất là cay. Và có thể là mình bay vào mình nện luôn này. Làm sao. Trời ơi, một gậy nữa thôi. Trời ơi, rất là đen anh em ạ. Thôi nhưng mà thôi, đen thôi, đọc khuyên đi. Đấy, mới cái mạng đầu tiên làm gì mà đã gắt gọc. Bắt bài này bạn ơi. Trời ơi, Ngộ Không đang định đình gặp bay vào lẹn mình một gậy em ạ. Nhưng mà đã mình bắt bài. Đó, mình sử dụng luôn cái chiêu 2 tăng giáp luôn. Đấy, biến vẻ nhanh em. Thì hiệu ứng biến vẻ của con này không có, nó vẫn như trang phục bình thường thôi. Đó, dù gì thì nó vẫn là đẹp anh em ạ. Đấy, mặt của vị tướng này chuyển hóa thành cái, nói chung là giống, rất là giống hoa hướng dương em ơi. Đấy thì mình sẽ cố farm lên cấp 4 để review cái ulti nhanh em. Đấy thì skill 2 các thứ, skill 1 là review hết rồi. Đấy, skill 2 này, một cái bong bóng hiện ra, trông rất là đẹp luôn. Giống, rất là giống quả bóng. Rồi các bạn ơi, đừng bắt nạt cáo nhà mình. Trời ơi, cáo nhà mình nuôi hết thôi, nuôi nấng hết thôi, để cho các bạn thịt à. Rồi, phe đít này, dám bắt nạt này. Tiếp theo đó chính là Ngộ. Ngộ ơi, lên thiên đình à, nhảy sập sình thôi bạn ơi. Chạy đi đâu để có niềm vui. Trời ơi, toàn niềm đau thôi chứ niềm vui cái gì. Vãi cả trường luôn. Như vậy là mới cái pha, vài pha đầu tiên gọi là trao đổi chiêu thức mà mình đã lượm được 3 mạng rồi. Nó cứ phải gọi là thơm ngon bổ rẻ mút chút chút. Đây, mình sẽ luộc tạm con chim chim cu cùi đã. Đó, tiếp theo đó là mình sẽ soi bản đồ và luộc tạm con rơi quỷ các bạn. Đó, luộc đi luộc lại thôi. Ăn xong cái con rơi quỷ này được 30 tiền, tội gì mà không ăn anh em ạ. Đấy, ăn xong con này thì chắc chắn là Ngộ Không sẽ bị hành SML thôi. Đó, bị hành toàn tập. Như vậy là chắc chắn rồi luôn, ba đằng Tây đánh Mỹ kìa. Ba đằng Tây kìa, nó đập tu len nhà mình. Rồi, như vậy là Ngộ Không đúng 2 kill chết luôn anh em ơi. Khuyến mại luôn cho cái bộc phá. Nakot đang có ý định đập mình. Rồi, cái tầm này bạn đập không được đâu. Bạn chạy đâu? Bạn chạy vào, trời ơi, nó chạy được kìa. Đấy, nó luôn nối kia, mình cứ tưởng nó chạy nối này. Rồi, thôi. Cái tầm này thì đè rừng tem mạng thôi. Đấy, đây, rồi không có quái rừng luôn. Thôi mình lại trở về khu vực đường tốt của mình. Đấy, khu vực ít xảy ra chiến tranh em ạ. Đấy, anh em mà chú ý là hay đi đường tốt thì ít xảy ra chiến tranh. Còn đi rừng là suốt ngày phải lăn lội em ạ, giết mạng các thứ khổ lắm cơ. Đấy, rồi ngộ làm sao rồi, ngộ múa tung tăng em ạ. Đấy, là khỉ đột và gấu đập nhau, không biết là ai sẽ thắng. Nhưng mà từ nãy giờ là mình đang nhỉnh hơn thôi. Đấy, mình sẽ tiếp tục lắc cái mông để đi đập thằng Ngộ Không thôi.
Đây đây đây, Ngộ Không. Ngộ Không ơi, trời ơi, chưa kịp nện mông xuống là Ngộ đã phải nằm phữa nó rồi. Đấy, úp mặt xuống đất rồi. Ngước nhìn bầu trời hận đời vô đối em ơi. Hận Zuka béo. Trời ơi, Zuka ơi, khốn nạn thật. Đó, rất là khỏe luôn. Và như vậy là The Flash đang quay trong chóng tre cái gì kia. Mạn quay không khí à? Có hút được ông nào đâu mà quay. Đấy, như vậy là đường tốp nát, đường FB nát bèm bẹt rồi. Đó, bẹp bèm bẹt ra rồi. Không hiểu tại sao mà công đánh đấm cái gì mà nát thế. Rồi, như vậy là Venice gặp phải mình là gặp phải cớm thôi. Truyền thuyết luôn nha các bạn ơi. Đấy, đúng hai gậy luôn lên bảng em ạ. Đấy, trời ơi, đẹp chưa? Đấy, mình tiếp tục mình farm thôi nhanh nha. Và cho anh em xem những cái kỹ năng. Đó, cái hiệu ứng kỹ năng của trang của trang bị trang phục này. Rất đẹp luôn. Đây, mình sẽ đi tìm ông nào mồm hôi mình đánh răng Ngộ ông đấy. Đây này, đây này. Cái thanh niên The Flash mồm thơm cho nên mình không đánh răng được. Đây, tìm ông nào. Đấy rồi, Ngộ Không đi rồi. Ông này mồm thối tôi khẳng định em ơi. Rồi luôn, trời ơi, nó tinh lắm anh em ạ, không thể bắt được luôn. Và mình sẽ rình rập ở đây. Đây rồi, các bạn đánh nhau rồi. Mình sẽ vào mình vơ vét. Làm sao, trời ơi, trời ơi, Phoenix kia. Rồi rồi, làm sao rồi luôn. Úi dồi, cần hết tất cả, bạn làm sao. Nào, Pentakin của tôi, trời ơi. Đèn quá anh em ơi. Trời ơi, nỗi đau chưa kịp ngủ quên rồi thì ta đã chết phơi ra rồi. Mẹ, anh em thấy thấy. Rồi, thì pha chết rất là đẹp. Và cái tư thế chết cũng rất là đẹp. Ok. Trời ơi, siêu nhân không có quả ở đấy, có quả đấy em ạ. Không là mình ăn Pentakin thôi. Rất là tiếc luôn. Đó, một pha sảy Megakin. Đen quá. Vừa đen vừa tiếc em ạ. Đấy, đứt ruột anh em ơi. Ok, thôi nhẫn lại cái lỗi đứt ruột. Thì mình sẽ tiếp tục mình lên farm thôi. Bởi vì ở đây chỉ là một clip review thôi anh em ạ. Thì đồ vẫn như mọi khi mình để hết bên dưới nha anh em. Với lối trang bị này thì nó rất là khỏe. Đó, gặp đầu đánh đó. Đấy, gặp chim là phải ăn chim, gặp rơi là phải ăn rơi, gặp người là phải ăn người. Đó, đập hết nha anh em, không phải sợ. Với lối trang bị này thì anh em có rất là nhiều đam. Nhưng mà máu thì rất là mỏng. Mỏng như Diana luôn. Rồi, khỉ chạy đâu. Ok, trời ơi, ăn choáng rồi. Thôi, trụ ơi, trời ơi. Vãi cả trưởng à. Đấy, một pha nghịch ngu đánh đu trong trụ anh em ạ. Đó, không hiểu tại sao trụ này cứ thù mình, bắn mình lên bờ tới ruộng như thế kia. Rồi, không sao cả anh em ơi. Đấy, thỉnh thoảng cũng phải chết tí để xem cái tư thế chết của trang phục Zuka gấu nhồi bông em ạ. Đẹp vãi trưởng luôn. Thì từ nãy giờ mình vẫn chưa nhìn cái ulti nó giống cái vật thể gì anh em ơi. Trông nó cứ bong bóng ấy. Vẫn chưa thể hình dung ra được. Đây, mình sẽ lên mình hình dung lại một lần nữa. Đây, như vậy là A Thư đại gia Sương ơi. Các bạn cứ đừng bình tĩnh nhá. Đó, các bác bình tĩnh. Rồi, như là đang ăn rồng hay sao ấy kìa. À, bắt nạt Azi nhà mình. Rồi, đang ăn rồng, cướp rồng này. Trời ơi, nên mông. Ấy, thì ulti của nó là cái bông hoa gì? Bông hoa hướng dương em ơi. Ok, nói chung là vậy. Và như vậy là Fanny đang chạy rồi. Bạn chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Thôi chạy đi. Chạy đi. Nói thật là bạn chạy đi. Mình không có ý giết bạn đâu. Mình sẽ cho bạn một cơ hội các bạn. Đấy. Ê, tem mình đang rất là xanh rồi em ơi. 16, 12. Nói chung là ngang. Nhưng mà mình đã lấy đi tem bạn 9 mạng rồi. Khổ quá cơ. Thì chắc chắn là trận đấu này sẽ gánh tem mình em ơi. Riêng cái tầm cỡ này mà xanh chuối như thế này, không gánh tem thì hơi uổng em ạ. Rồi, mình tiếp tục mình farm con sói. Thì bên kia là Phoenix đang đánh nhau tay vo với này Nakot. Dồ nhiều lĩnh thế. Định bay vào cân 4 luôn. Trời ơi, nhiều lĩnh như vậy là chết to anh em ạ. Đây, mình sẽ sang đây mình thả thính này. Không biết có mạng không. Không có ông nào đi ngang qua anh em ạ. Đấy, không có cơn mưa nào đi ngang qua. Rồi, rồi chạy ngay đi, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Rồi, Nakot đang chạy rồi anh em ơi. Mình sẽ săn đùng thằng Nakot. Trời ơi, thôi săn tạm cái thằng Arthur vậy. Đấy, Arthur ơi, chạy ngay đi. Bạn chạy ngay đi bạn ơi. Rồi, làm sao mà chạy được. Đó, tốt nhất là quay lại và chịu chói thôi. Đấy, buông ngay cái thanh kiếm to đùình xuống và đầu hàng. Rồi, The Flash thôi, chạy về ngay. Mình còn tí máu thôi anh em ạ.
ở cái tầm này mà chơi cái kiểu liều lĩnh là không được đâu. Đấy anh em cố gắng là giữ mạng nhá, bởi vì cái tầm này là tem bạn cũng như tem mình đang lên cấp âm âm. Đấy khả năng lật kèo rất cao, cho nên thôi đánh bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh em ạ. Đấy các cụ đã có câu rồi, từ từ thì khoai nó mới nhừ. Đấy bình tĩnh, bình tĩnh, thôi 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 chú ơi, chú ấy hất tung các kiểu tí cháu sẽ phải lên bảng thôi. Ok tiếp tục ăn con bùa đỏ thôi, sử dụng ulti và chạy luôn nha anh em. Ấy không là tôi đã phải nằm sấp úp úp mặt ở sông quê rồi. Đó úp mặt ở cái chỗ khu vực bùa đỏ rồi. Trời ơi cay ép làm cái gì. Thôi 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 thôi, cái thí sinh nào vừa đi ngang qua đấy. Rồi khỉ đột à. Rồi khỉ đột được Arthur bảo kê mình không dám bay vào luôn. Đấy tên khỉ có 72 phép thành thần thông em ạ. Đấy tí thử ra hỏi khỉ xem khỉ có biết biến hóa không, thử biến con gấu này trở thành một cái gì đó nó hay hay. Ok rồi thôi thôi bạn ơi, làm gì vậy, làm gì vậy. Ok bay lại chơi luôn, sợ cái gì. Ok như vậy là nhận bùa lực sĩ. Trời ơi bị ăn ngay nổ anh em ơi, của Phoenix ra đi ăn luôn. Đấy chúng ta thì chúng ta lại một lần nữa chiêm ngưỡng cái tư thế chết của Zuka. Anh em về chưa, vứt cha cái bàn chải đình lăng đi, xong nằm phưỡn bụng lên. Mẹ trông buồn cười vãi trưởng à. Giang hay tay đây anh em ạ. Đấy tức là cả thế giới này là của chúng ta đây. Cả thế giới này là của mình. Ok như vậy là trận đấu này chắc chắn là sẽ kết thúc rồi anh em ạ. Đấy thời gian của nó thì cũng khá là lâu rồi, 10 phút rồi. Thì mình sẽ lên mình ăn vài mạng nữa rồi mình sẽ gọi là kết thúc game. Nhưng mà cần phải đồng đội nữa, đồng đội đi cùng nữa. Thôi mình xin bạn ơi, đừng KS đấy. Mặc dù là bạn đi rừng nhưng mà tầm cỡ này mình xin bùa đỏ để mình ốp cho. Rồi để mình ốp tem địch cho. Rồi thôi đừng farm, trời ơi đã bảo rồi. Đấy đi ăn kinh công nhưng mà thôi nha anh em. Đấy lắc cái bông nào. Nào đánh võng các kiểu nào, rồi có mạng không đây. Ngộ không ơi chạy đi đâu, bạn chạy đâu. Đấy này, bạn chạy này, một gậy vào đầu này, trời ơi. Ngộ không đấy em ạ. Rồi đại lão thiên cung đấy em ơi, nhưng mà gặp gấu thì vẫn tắt điện thôi. Đây giờ flash này, giờ flash một nện mông này, chết luôn. Đấy anh em có thể thấy là sức mạnh của Zuka béo. Khi mà lên những cái món trang bị này rất là khỏe nha anh em. Kể cả tanh thì cũng một combo nằm phướn ra thôi. Rồi Phoenix đang gành nhau với Arthur đã bỏ về rồi. Và mình cùng đồng đội của mình sẽ lên kết thúc game anh em ạ. Đấy. Rồi. Và có khi clip của mình đến là kết thúc. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và nếu có cái gì hay hay thì nhớ comment bên dưới nha anh em. Bye bye anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành. Đó một ngày chủ nhật vui vẻ. Bye bye. Mãi yêu các bạn. Bye bye. Bye bye.